What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi đập hộp một con bàn phím cực kỳ ngon đến từ hãng Lanto. Vâng, hãng Lanto này khá là nổi tiếng với những sản phẩm rẻ mà cực kỳ chất lượng. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp xem thử một trong những con bàn phím cơ của Lanto thì có gì đặc biệt không nha. Let's go. Hiện tại ở trên bàn của mình đây thì đang có hai hộp bàn phím Lanto. Tại vì bây giờ bên mình đang có hai phiên bản, đó là phiên bản có màu black and có một phiên bản là màu pink, tức là màu hồng, đen và màu hồng. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem từng cái một nha. Về cái Lanto này thì các bạn chắc cũng đã biết qua chiếc bàn phím giả cơ Lanto K002 rồi đúng không? Bây giờ nó cũng có làm khá là nhiều các cái phiên bản bàn phím cơ. Tuy nhiên thì những phiên bản bàn phím cơ thì mình thấy có con này là khá là ngon trong cái tầm giá. Chúng ta sẽ thấy có một cái dây cáp tai C cực kỳ chắc và dài ở ngay đây. Đó. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái đầu USB receiver nữa. Rồi. Phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một chiếc bàn phím khá là nhỏ gọn. Đó, nhìn bên ngoài hộp thì chắc các bạn cũng đoán được đây là mẫu bàn phím 60%. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Và những cái mẫu bàn phím nút gọn như thế này thì các bạn nên giữ lại. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều cái phím tắt mà phải sử dụng thao tác kèm nhiều phím thì mới sử dụng được. Đó, tốt nhất là các bạn nên giữ lại nha. Rồi chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím màu trắng. Đây là phiên bản màu trắng cực kỳ đẹp. Và cái form của nó cũng khá giống với những thằng bàn phím cơ 60% khác. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang hộp màu hồng nha. Đó, đây là phiên bản màu hồng. Về phiên bản màu hồng thì chúng ta vẫn có cái dây cáp màu trắng không khác gì nhiều. Chúng ta sẽ không lấy ra nữa. Cũng có một đầu USB receiver. Và chúng đây là cái phiên bản màu hồng. Mình cảm thấy phiên bản màu hồng phấn như thế này thì nó cực kỳ ấn tượng. Nó rất phù hợp với những anh nào mạnh mẽ và thích sự nam tính thì có thể sử dụng màu hồng như thế này. Hết rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc bàn phím nha. Ok, và trên bàn của mình đây đang là hai chiếc bàn phím Lanto G1000, phiên bản màu trắng và phiên bản màu hồng. Nó còn có phiên bản màu đen nữa, tuy nhiên thì mình chưa có nhập phiên bản màu đen về. Vì đa phần các anh em cũng thích màu trắng và màu hồng nhiều hơn. Màu đen thì có thể mình sẽ về trong cái thời gian tới nhé. Chúng ta sẽ xét về phía bên ngoài của chiếc bàn phím này trước. Đó, đây là cái form chuẩn 60%. Với cái form này thì các bạn có thể chơi keycap thoải mái mà không bị thừa hay thiếu. Về vỏ bên ngoài thì các bạn thấy đấy thì nó giống với lại tất cả những cái dòng 60% khác, không có đặc điểm gì đặc biệt. Vẫn có kết nối là chuẩn Type-C. Ở phía sau này thì chúng ta lại có thêm một cái bảng hướng dẫn sử dụng các nút nữa. Và có logo của hãng ở đây, tên bàn phím vân vân. Sẽ có một cái cần gạt này là cái cần gạt tắt và mở chiếc bàn phím. Đó. Để sử dụng các cái chế độ không dây, chúng ta sẽ có bốn cái chân cao su nhỏ nhỏ ở đây. Có lẽ đây là một cái điểm trừ vì nó không làm cái nâng hạ độ cao của bàn phím mà nó chỉ có bốn cái chân cao su khá là nhỏ. Về thiết kế thì chúng ta nhìn thấy đây là thiết kế theo kiểu dạng switch chìm và nó sẽ bọc lấy chân của switch. Về thiết kế như thế này thì mình cũng khá là thích, tại vì nó sẽ cho cái âm thanh nó trầm hơn và cũng như là nhìn nó chắc chắn hơn khá là nhiều. Đó, về cái thiết kế thì khi mình bẻ thì không có cảm giác cong vênh gì hết, nó rất là cứng cáp. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về phía phần keycap của em này. Keycap của em này thì đang sử dụng đó là keycap ABS Double Shot và nó vẫn cho xuyên LED bình thường. Tuy nhiên về cái phông chữ của keycap thì mình thấy nó hơi vuông so với những cái dòng phông chữ mà kiểu như bây giờ thì nó sẽ tròn tròn, nhưng mà cái này nó sẽ hơi vuông một xíu. Mà cái bề mặt keycap của em này thì được làm nhám khá là nhiều vì khi mình sờ vào thì nó khá là nhám. Gần giống như là những keycap của PPT vậy. Cho nên là khi mình gõ thì nó có cảm giác nó cũng sẽ sướng hơn so với những cái keycap mà bóng bóng. Chúng ta sẽ đi sâu một chút về phần switch. Em này thì hỗ trợ chỉ là cái switch blue thôi, không có dòng switch nào khác. Và switch blue của em này thì đang sử dụng là của Otemu. Và nó cũng cho cái cảm giác bấm rất là nảy, đanh, nghe tiếng rất là kêu. Tí nữa mình sẽ thử cho các bạn nghe. Ngoài hỗ trợ cho chúng ta một cái dòng switch cơ khá ngon nghẻ thì chúng ta sẽ còn hỗ trợ lên tới 3 chuẩn kết nối. Như các bạn thấy thì đầu tiên chúng ta sẽ có chuẩn kết nối bằng dây, dây Type-C đây. Dây rời như thế này. Thì chúng ta có việc cắm dây vào trong PC.
Và khi các bạn dùng dây thì các bạn sẽ nhớ là phải thao tác là nét N cộng với lại cái chữ V và có chữ USB ở đây, tức là dùng chế độ dùng dây nhé. Sau đó chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ nữa, đó là chế độ dùng 2.4G hay còn gọi là sử dụng USB receiver á. Đó. Cái này cũng tương tự như là dùng dây thôi, nhưng mà có điều là nó sẽ dùng qua một cái chuyển phát tín hiệu rời đó, cộng USB rời như thế này. Thì mình rất thích sử dụng như thế này tại vì nó tiết kiệm pin cực kỳ và nó cũng cho cái độ trễ hầu như là bằng không. Và để sử dụng thì chúng ta ấn FN cộng với nút B ở đây để chuyển sang chế độ 2.4G, nó có ký hiệu ở đây nhé. Và ngoài ra nữa chúng ta còn một chế độ nữa, đó là chế độ Bluetooth. Thì để sử dụng Bluetooth thì chúng ta sẽ có FN cộng với ZXC, nó sẽ cho chúng ta kết nối cùng một lúc và thiết bị và chuyển đổi một cách dễ dàng. Để mở chế độ Bluetooth thì chúng ta cần giữ FN với lại giữ nguyên nút B đó. Giữ nút B. Để mở chế độ Bluetooth thì chúng ta cần giữ FN và giữ thêm nút Z hoặc là nút X hoặc là nút C cho đến khi nào nó chớp tắt thật là nhanh thì chúng ta có thể kết nối với lại với thiết bị Bluetooth tương ứng với lại cái nút mà mình đang sử dụng. Và chuẩn Bluetooth của em này đang sử dụng đó là chuẩn 3.5. Và chuẩn Bluetooth của em này đang sử dụng đó là chuẩn 5.0. Ngoài ra có một cái khá là ngon nghẽ của em này nữa, đó là viên pin lên tới 3000 mAh. Với viên pin này mình thấy nó khá là nổi trội so với những đối thủ khác trong tầm giá. Ví dụ như là thằng RK thì pin của nó chỉ có khoảng 1700 thôi, khá là yếu. Và con này đang hỗ trợ đèn LED RGB nữa, cực kỳ đẹp. Nếu như mà các bạn sử dụng với viên pin 3000 như thế này, bật đèn LED RGB và bật đèn LED theo cái chế độ là bấm tỏa, mình sử dụng lên tới một tuần vẫn chưa thấy hết pin, khá là ngon. Đó là sử dụng chế độ 2.4G nhé, chế độ này rất là kích pin. Còn Bluetooth thì tốc độ hao pin nó sẽ nhanh hơn, và nếu như các bạn để đèn LED chạy hết bàn phím thì có lẽ pin nó sẽ hao hơn khá là nhiều. Tuy nhiên mình vẫn thích chế độ 2.4G nhất tại vì độ trễ nó thấp nhất và chơi game nó cũng ngon nữa. Về phần cái chế độ đèn LED của em này nhé, em này thì đang sử dụng đó là hệ thống đèn LED RGB đó. Và nó sẽ có rất là nhiều chế độ đèn LED. Mình sẽ thử tắt đèn đi và mở LED lên cho các bạn coi nhé. Ok, mình đã tắt bớt đèn LED ở trong phòng rồi. Bây giờ mình sẽ thử mở chế độ Bluetooth, đồng thời là mở LED của em màu trắng lên cho các bạn nhìn rõ hơn nha. À, khi các bạn bật lên thì nó sẽ có hệ thống đèn LED RGB chạy như thế này. Tuy nhiên để mà khởi động chiếc bàn phím này lên nhé, tại vì nó chưa có nhận được driver, thì các bạn phải kết nối Bluetooth hoặc là kết nối dây, hoặc là có kết nối với lại cổng USB receiver mới thực sự có thể điều khiển được chiếc bàn phím. Ok, thì để sử dụng Bluetooth thì chúng ta giữ FN cộng với lại nút Z hoặc là nút X hoặc là nút C cho đến khi nào mà nó chớp tắt nhanh như thế này thì là được. Các bạn có thể sử dụng một chiếc điện thoại, chiếc laptop, chúng ta kết nối Bluetooth với chiếc bàn phím. Ok, thì hôm nay mình sẽ không sử dụng cái kết nối Bluetooth mà mình sử dụng cái kết nối bằng cổng USB receiver. Thì sau khi mình cắm cái cổng USB vào trong PC thì chúng ta sẽ ấn FN cộng với nút B để chuyển sang chế độ sử dụng cổng USB receiver. Và khi các bạn thấy nó sáng lên và tắt đi thì chứng tỏ là đã kết nối thành công rồi. Lúc này thì chúng ta có thể ấn FN cộng với lại nút nhiều gạch ở đây để mà điều khiển các cái chế độ đèn LED. Đó, nó có rất nhiều chế độ đèn LED. Đấy, đèn LED RGB cực kỳ mượt mà luôn. Ok, như các bạn đã thấy thì cái hệ thống đèn LED của em này khá là ngon và có thể tùy chỉnh đèn LED được, và đèn LED RGB cũng rất sáng nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là test thử cái tiếng gõ của em này, và cũng như là để xem thử coi cái switch cũng như cái build của em này nhé.
Rồi sau khi mà mình đã gõ thử thì các bạn nghe đó mà tiếng của nó nghe tiếng rất là to và đanh, đúng cái kiểu blue switch, và có những cái nút như là nút back, enter, những nút dài á, thì mình thấy cảm giác của nó không có được ngon lắm, vẫn còn lọc sọc khá là nhiều. Tuy nhiên thì với một cái chiếc bàn phím giá rẻ thì mình không thể đòi hỏi gì hơn. Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về chiếc bàn phím Lenovo G1000 này. Và cái quan trọng nhất của em này đó chính là cái giá cả. Với cái giá cả của những thằng làng tu đưa ra thì chắc chắn các bạn cũng phải thấy nó quá chi là hợp lý, khi cái giá của nó chỉ khoảng 800 ngàn cho cả hai phiên bản màu trắng hoặc là màu hồng. Với những cái phiên bản như thế này chúng ta cũng có thể chơi keycap rất là ngon lành nữa. Ngoài về cái nhược điểm đó là về những cái nút dài này nó chưa được hoàn thiện ngon cho lắm, tức là vẫn còn nghe tiếng lọc sọc, thì chúng ta còn có một cái nhược điểm nữa đó là cái nút ESC này và cái nút dấu ngã. Thì mặc định của nó sẽ là nút dấu ngã thay vì nút ESC như một số bàn phím khác, và muốn sử dụng nút ESC thì chúng ta phải giữ FN với lại nút dấu ngã như thế này. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể dùng phần mềm để mà tùy chỉnh lại cái nút ngã này thành nút ESC luôn, cái đó cũng fit khá là đơn giản thôi. Ngoài ra về những cái ưu điểm khác, ví dụ như là nhỏ gọn, không dây, cực kỳ tiện lợi và nó có form khá là đẹp, build chắc chắn. Ngoài ra pin của nó lên tới 3000, hỗ trợ có cả 2,4G, 3 chuẩn kết nối không dây thì quá là ngon. Phải nói là rất hiếm những chiếc bàn phím nào trong vòng 60% trong vòng cái tầm tiền này mà có hỗ trợ đa dụng như vậy. Ngoài ra thì có một điểm yếu nữa là nó không có hỗ trợ các cái dòng switch như là red hoặc là brown, thì cái đấy các bạn có thể mua về mod lại, cái này tính là nó quá hời rồi. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này, hãy để lại đánh giá ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn thấy hai video này hay bổ ích thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.